Chào mừng các bạn đến với SciJohn Technology. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống theo dõi độ ẩm của đất với ThinkSpeed. Chúng ta sẽ sử dụng Rekabit, module Rule Wi-Fi và cảm biến độ ẩm. Hãy kết nối module Wi-Fi tới pin 15 và 16 và kết nối cảm biến độ ẩm tới pin số 1. Kết nối đã xong, hãy chuyển sang MakeCode để bắt đầu lập trình. Đầu tiên, bạn hãy tìm extension ESP8266 từ SciJohn. Và sau đó, kích hoạt module và kết nối tới Wi-Fi. Tiếp theo là upload dữ liệu từ cảm biến lên ThinkSpeed. Bạn sẽ cần nhập API key để code có thể hoạt động. Hãy truy cập thinkspeed.com, tạo mới một channel để lưu dữ liệu. Tiếp theo, hãy copy API key của bạn và dán nó vào MakeCode. Và cuối cùng, nhấn download để tải code về Mirabit. Giờ đây, khi kiểm tra dữ liệu biểu đồ tại ThinkSpeed, bạn sẽ thấy chỉ số độ ẩm của đất. Chỉ số càng cao nghĩa là đất càng khô và ngược lại. Đây chỉ là một dự án cơ bản, bạn có thể phát triển thêm để sử dụng. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.